Cuồng Hòa Thượng nói Thí chủ Xem ra vị nữ Bồ Tát này Không những lừa người Mà lừa luôn cả Hòa Thượng ta Bây giờ nghĩ lại Khi Hòa Thượng ta thấy Thượng quan Cô Nương Cũng chính là lúc cô ta bị đưa đi Hạ Hầu Lam nhìn kỹ lại Thấy Cuồng Hòa Thượng từ đầu đến chân Đầu tề chỉnh như thường Tăng Nghi đã không thấy chỗ nào rách nát Mà người cũng chẳng có gì tiêu tụy Chàng ngạc nhiên hỏi Hòa Thượng đã bị giam ở đây bao lâu rồi? Cuồng Hòa Thượng chậm rãi lắc đầu nói Cũng chưa bao lâu Chẳng qua là 4 năm ngày mà thôi Hạ Hầu Lam cười cười nói Có lẽ lão rất là mãn nguyện Cuồng Hòa Thượng cười cười nói Thì đói thì có thịt ăn Khát thì có rượu uống Ngoài chân tay không thể cư động ra Thì Hòa Thượng ta cảm thấy Có phần thoải mái hơn thường ngày Hạ Hầu Lam quét mục quang nhìn vào chân tay của cung Hòa Thượng và nói Hòa Thượng, sợi dây còn con này Cuồng Hòa Thượng tiếp lời nói Người nhìn không ra sao Tâm địa vị nữ Bồ Tát này quả là tàn độc Bà ta đã khống chế huyệt đạo của Hòa Thượng ta Rồi đừng nói là sợi dây thường này Mà là sợi dây nhỏ hơn Thì Hòa Thượng ta cũng chẳng thế nào biết làm thế nào Hà Hầu Lam mỉm cười và bước lại, Trang dùng tay cắt đứt sợi dây thừng, mở chói, rồi sau đó giải huyệt cho Cuồng Hòa Thượng. Cuồng Hòa Thượng liền vươn tay rưỡi chân và nói: Bây giờ thì tốt rồi. Hà Hầu Lam cắt lời nói: Hòa Thượng, lão bớt Cuồng điền lại đi, nghĩ biện pháp ra khỏi nơi này là quan trọng. Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói: Đừng vội, cũng bớt phí cần não đi, đời này kiếp này. Ngoài vị nữ Bồ Tát đó nương ngọc thủ ra Thì chúng ta đừng mong ra khỏi nơi này Hạ hầu Lam dùng mình chàng hỏi Hòa Thượng có thật hay không? Lẽ nào Hòa Thượng ta không muốn ra khỏi nơi này Người cho rằng Hòa Thượng ta thích nơi này lắm chẳng Hạ hầu Lam cảm thấy cõi lòng trầm xuống Chàm im lặng không nói gì Cùng Hòa Thượng cười ha ha rồi nói Thí chủ Đã đến thì tất sẽ an Dù sao thì chúng ta cũng ra không được rồi Sao không thử tâm thần thư thái một chút Ngồi xuống nói chuyện những chuyện sau khi cách biệt Hạ Hậu Lam cho mày nói Hòa thượng, đạo không biết đấy thôi Cá nhân tại hạ bị khốn ở đây là chuyện nhỏ Nhưng mà vì tại hạ bị nguy khốn Mà Kim Lăng la ra là võ lâm thiên hạ Bị nguy hại mới là chuyện lớn Hòa thượng ta đã biết đại khái chuyện này rồi Dù người có lo lắng vội vàng Cũng chẳng ích gì Ờ uh, nào ngồi xuống Chúng ta nói chuyện khác đi Sự thật quả là như vậy Dù hạ hậu làm lo lắng Và nôn nóng đến mấy Cũng chẳng có ích gì Chàng khẽ thở dài một hơi Rồi ngồi xuống đất Cuồng hòa thượng cũng ngồi xếp bằng đối diện với chàng Sau khi an tọa Thì cuồng hòa thượng nói từ khi hòa thượng ta bị vị nữ Bồ Tát đó giảm giữ Thì đã thấy không ít chuyện Thí chủ nghe nói sư chút nữa bị người ta giết trong hồng ngột trạch hồ Hà Hầu Lam thản nhiên nói Đừng nhắc thì hơn Nhắc đến là tai hạ muốn tìm lão hòa thượng thanh toán Lão đã hại tài hạ quá nhiều Cuồng hòa thượng lắc đầu mỉm cười nói À gì đả Phật Ngàn vạn lần Thí chủ chớ nghĩ oan cho người tốt Hòa thượng ta chỉ nghĩ cho thí chủ và người trong tìm người. Nếu không vì hai người thì... Hạ uh... hầu Lam khoát tay cắt lời nói. Hòa thượng, lão đã biết đại khái chuyện ở Hồng Trạch Hồ rồi phải không? Cuồng hòa thượng gật đầu nói. Hòa thượng ta nghe được không ít, chỉ không biết là đã toàn bộ hay chưa? Hạ hầu Lam bèn thuật đại khái một lượt chuyện ở Loạn Thạch Sơn. Cuối cùng chàng nói Hòa thượng Lão có biết Lam Y lão nhân đó là ai không Cuồng hòa thượng lắc đầu nói Hòa thượng ta chỉ nghe bọn chúng Xưng lờ lão chủ nhân Nhưng lại không biết lão ta là ai Theo hòa thượng ta thấy Thì lão ta có lẽ là trượng phù Của vị nữ Bồ Tát kia Hà Hầu Lam ngạc nhiên hỏi Hòa thượng Lão nói hai người bọn họ là phu thê ư? Cuồng hòa thượng gật đầu nói Không sai, phải như vậy mà thôi Hạ hầu làm trầm mặc hồi lâu rồi nói Hòa thượng, lão biết tài hạ cảm thấy Làm y lão nhân đó giống ai không? Cuồng hòa thượng nói Hòa thượng ta chưa gặp lão ta Thì làm sao? Hạ hầu làm cắt lời nói Tài hạ cảm thấy Lão ta giống ngũ nhạc du hồn, khoái bán thiền, Cuồng hòa thượng trừng mắt nói Thí chủ Người chớ đẩy hòa thượng ta xuống 18 tầng địa ngục Vĩnh viễn không thể Hạ hậu làm cười cười nói Hòa thượng Tài hạ chỉ cảm thấy giống Cuồng hòa thượng gắt lên Sau người không nói Lão ta giống chính người Hòa thượng lại động sân si rồi Nhưng mà thực ra Lão ta cứ như là chính tài hạ Cuồng hòa thượng ngẩn người, Lão ngạc nhiên nói Thí chủ nói vậy nghĩa là sao Ờ đối với tài hạ Lão ta rõ như là lòng bàn tay Chẳng phải như là chính tài hạ sao Cuồng hòa thượng lạnh lùng nói Biết người biết đà Mới có thể trăm trận trăm thắng Theo hòa thượng ta thấy Nếu lần sau gặp lại Thì thí chủ chết chắc rồi Hòa thượng ta Hà hầu làm nhớ mày Cùng hòa thượng vội đổi giọng nói. Thực ra, chuyện lão ta hiểu rõ người như lòng bàn tay, nói toạc ra là không đáng một xu. Hà Hầu Lam à một tiếng và nói. Hòa thượng, lẽ nào lão đã biết? Cùng hòa thượng chớp chớp Xong mục, lão lạnh lùng nói. Nếu hòa thượng ta không biết, thì đâu dám khoa trường khoác lác như vậy. Hạ hầu làm chú mục nhìn đối phương và nói vậy hòa thượng lão nói thử xem cuồng hòa thượng lắc đầu vẫn với giọng lạnh lùng lão nói hòa thượng ta không dám nói hà hầu làm ngạc nhiên chàng buột miệng nói cái gì lẽ nào lão sợ hòa thượng ta chỉ sợ lại rơi vào một chữ giống nữa thôi thì ra là hòa thượng của lão vẫn còn tức giận hòa thượng người xuất gia làm đệ tử phần môn mà sao sân si còn lớn như vậy? Đừng để tại hạ phải nguyền rủa lão một lần nữa. Nói đi. À gì đả Phật. Kỳ thật. Chẳng cần hòa thượng ta nói. Ngươi là đường kìm đệ nhất kỳ tài. Chỉ hơi động não một chút. Là không khó hiểu được sự huyền ảo trong chuyện này. Hòa thượng. Tài hạ biết là có lúc tài hạ không bằng lão. <laughs> Đừng có mở vỗ mùng ngựa nữa. Cùng hòa thượng trừng mắt quát khẽ. Có lúc hòa thượng ta không ăn ba thứ này đâu. Uống cho người là đệ nhất kỳ tài. Nghe đây. Hạ Hầu Lam mỉm cười nói. Hòa thượng, tai hạ đã rửa tay, chờ nghe đây. Cuồng hòa thượng lạnh lùng hư một tiếng, rồi lên giọng hỏi. Hòa thượng ta hỏi người, vị nữ Bồ Tát đó biết nhất tàn chỉ phải không? Không sai, bà ta đã thừa nhận. Nhất đàn chỉ là thần công tuyệt ký độc môn, đâu phải bất kỳ ai cũng có thể thi triển. Vị nữ Bồ Tát đó biết thi triển công phu này thì biểu thị cho điều gì? Biểu thị rằng bà ta tất là có quan hệ sâu xa với tiền sư. Đúng, thế mới là đệ nhất kỳ tài. Cùng Hòa Thượng nói tiếp, bà ta có quan hệ sâu xa với hạ hầu tiền bối thì lẽ nào không hiểu rõ người? Bà ta đã hiểu rõ người, thì tự nhiên lão kia cũng hiểu rõ người như là lòng bàn tay. Hòa thượng, sao lại nói như vậy? Xem ra con người của người tâng lên không được rồi. Vừa tâng người một cầu thì đã hồ đồ trở lại. Thí chủ, người quên rằng 8 phần 10 lão đó là trượng phu của bà ta ư. Ừ. Hạ hậu làm bật cười, chàng gật đầu nói đúng vậy hòa thượng xem ra có lúc đích thị là tài hạ không bằng lão người lại từng bốc hòa thượng ta rồi hạ hầu làm cắt lời nói hòa thượng theo tài hạ biết thì tiên sư không thể cùng bà ta <laughs> người biết cái gì chứ người biết bà ta là ai không hạ hầu làm nhìn lão với ánh mắt nghi hoặc chàng hỏi hòa thượng không lẽ lão biết bà ta là ai Đương nhiên. Vậy lão nói xem, bà ta là ai? Người có nghèo bốn chữ là sát phu nhân hay chưa? Hòa thượng, không lẽ bà ta là ngân khô lâu, bạch như băng, từng uy chấn võ lâm bao năm? Cùng hòa thượng gật đầu nói, xem ra kiến văn của người cũng không hạn hẹp. Hạ hầu làm cắt lời nói, thảo nào tại hạ khó định nổi công lực của bà ta, thì ra bà ta là đột nhiên chàng đổi giọng nói hòa thượng sao trước đây không nghe lão nói hòa thượng ta cũng chỉ mới biết cách đây hai ngày thôi làm thế nào mà lão biết được nói ra thật là chẳng đáng một xu hòa thượng ta nghe lén đấy hà hầu lam gật đầu nói thì ra là vậy bỗng nhiên chàng đổi giọng nói tiếp nhưng mà làm sao bà ta lại có quan hệ sâu xa với tiên sư? Cùng hòa thượng chậm rãi nói. Người chỉ biết bà ta là la sát phu nhân Bạch Như Bằng. Nhưng mà e rằng người không biết vị la sát phu nhân Bạch Như Bằng có một đoạn tình cảm với hạ hậu tiền bối. Hạ hậu làm sững người nhưng chàng liền quát khẽ. Hòa thượng, lão chớ có nói lung tung. Hòa thượng ta chẳng hề nói lung tung chút nào. Đây cũng là điều ta nghe được. Tin này không tùy người. Nếu người không muốn nghe... Được rồi. Hòa thượng lão nói đi. Cuồng hòa thượng cười hì hì nói. Hòa thượng ta biết thế nào người cũng muốn nghe mà. Lão hắng giọng rồi nói tiếp. Bấm đốt ngón tay mà tính. Thì vị la sát phu nhân bạch như băng này. Cũng phải gần ngũ tuần. Tùy đã có tuổi nhưng phong vận vẫn còn. Bây giờ như vậy thì năm xưa đủ biết diễm tuyệt như thế nào. Hạ Hầu Lam không nhịn được nên là xen vào nói. Hòa thượng, lão nói nghiêm túc đi. Thì hòa thượng ta đã nói nghiêm túc đấy chứ. Cây từ gốc mọc lên, chuyện cũng phải từ đầu. Nếu như mà cắt bỏ chỗ này, chỗ nọ, thì há có thể hiểu biết sự việc. Còn nếu người không muốn nghe, thì thôi vậy. Hà Hầu Lam trao mày nói Hòa thượng Lão đừng làm bộ làm tịch với tai hạ nữa Cuồng Hòa thượng cười hì hì nói Vậy thì Hãy yên lặng mà nghe Chớ xen vào Ngừng một lát Lão nói tiếp Sự diễm tuyệt của là sát phu nhân Bạch Như Bằng Phải nói là tiền vô cố nhân Hậu vô lại giả Nhưng bà ta đẹp tựa đào lý Xong lại lạnh lùng như là băng xương coi nam nhân trong thiên hạ như là cỏ rác, chẳng bao giờ để mắt đến. Thực ra điều đó cũng khó trách. Ai bảo trời sinh bà ta dung mạo, khuynh thành khuynh quốc, lại thêm tuyệt nghệ uy chấn võ lầm, tu mì nam tử đều khiếp phục. Lão lắc đầu và nói tiếp. Nhưng quái lạ, có một năm, trong lúc vô ý, bà ta gặp phải hạ hầu tiền bối, vừa gặp đã siêu lòng, thâm tình vô hạn, tự phát mà không thể khắc chế, cứ như cứ như người trong tim người đối với người vậy. Hạ hậu làm vừa chừng mắt thì cuồng hòa thượng vội nói thế nào không muốn nghe ư? Hạ hậu làm thở dài nói hòa thượng cứ cho là lão lợi hại đi. Không dám. Cuồng hòa thượng cười hì hì nói muốn nghe thì ngoan ngoãn bế khẩu lại mà lắng nghe. Lão ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Người nên biết điều đó cũng khói trách Đường thời hạ hầu Tiền Bối là một thiếu niên chính trực Võ nghệ cao cường, nhân phẩm tuyệt luận Điều này người còn rõ hơn hòa thượng ta Nên là ta không cần nói nhiều Lão gật đầu nói tiếp Lẽ thường lòng phối phụng Đây phải là một đội tuyệt mỹ Thiên sinh địa tạo Mỹ mãn lường duyên Nào ngờ hạ hầu tiền bối Lại khiến người ta thất vọng Hòa rời có ý theo trôi nước nhưng mà nước lại không có ý lưu luyến hòa Hạ hầu làm chào mày nhưng mà không nói gì cuồng hòa thượng nói tiếp người biết không tính tình của la sát phu nhân bạch như Băng năm xưa cũng giống như là người trong tim của người cao ngạo không thể tả bà ta cho rằng nam nhân trong thiên hạ chỉ đáng quỳ gối thần phục dưới chân bà ta bà ta không tin là mình không làm gì được hạ hầu nhất tù thế là hạ hầu tiền bối tàu bắc thì bà ta cũng đến bắc đích thị bà ta có ý ngông nghênh mà hạ hầu tiền bối lại thủy chung khóa lòng như là sắt thép hạ hầu lam mỉm cười nói xem ra tiên sư đã thay tu mi nam tử trong thiên hạ chút giận cuồng hòa thượng lắc đầu nói đó là cách nhìn của người còn theo hòa thượng ta thấy thì hạ hầu tiền bối không nên như vậy nam nhân trong thiên hạ ai lại không thương hương tiếc ngọc huống hồ là bậc thiên hương quốc sắc vậy mà hạ hầu tiền bối vẫn lòng sắt dạ đá không mảy may rung động căn bản tựa như lão đổi giọng nói tiếp thí chủ thực ra hạ hầu tiền bối không vô tình như vậy và cũng không mảy may động lòng người biết tại sao lão lại đối xử với bạch như băng như vậy không hòa thượng lão thư nói xem là tại sao cuồng hòa thượng lắc đầu thở dài nói chuyện của một chữ tình thật là quá tế nhị đường thời hạ hầu tiền bối đã có một vị hồng nhàn trì kỳ là nghĩa mẫu của tai hạ trăng không sai cuồng hòa thượng gật đầu nói chính là xài tiền bối nhưng mà điều đó lại gây ra đại họa tày trời Hạ hầu làm cho mày hỏi hòa thượng nói vậy là sao tục ngữ nói tình cảm nam nữ không yêu tất hận cuối cùng bạch như bằng cũng tìm ra chân tướng sự việc biết rõ nội tình chẳng những bà ta hận hạ hầu tiền bối thấu xương thấu cốt mà còn hận luôn cả sai tiền bối dưới sự hổ thẹn và phẫn nộ bà ta quay sang yêu thiên diện thư sinh kim ngọc dung vì muốn báo thù hạ hầu tiền bối nên bà ta mê hoặc rồi xúi dục kim ngọc dung làm cái chuyện bất nhân bất nghĩa với bằng hữu sau đó bà ta lại tự tay giết chết Kim Ngọc Dung và sai tiền bối, cùng một con trai một con gái của hạ hầu tiền bối. Bây giờ bà ta... Đôi mày kiếm của hạ hầu làm dựng ngược lên, mục xa thần uy, chàng nói. Hòa thượng, tai hạ rõ rồi, bạch như băng này thật là tàn độc. Cùng hòa thượng lắc đầu thở dài nói. Miệng con rắn hà nam, nọc con ong vỏ vẽ, hai món độc vừa rồi đụng đàn bà có lẽ bạch như Bằng tuy là dùng mạo như hoa nhưng tâm địa còn độc hơn ong hơn rắn bây giờ người đã hiểu toàn bộ rồi thì nên biết tại sao phạm là người có quan hệ với hạ hầu tiền bối là bị bà ta liệt vào hạng phải giết hạ hầu làm gật đầu nói hòa thượng tại hạ hiểu rồi chỉ có điều tại sao kim lăng đồng gia cũng Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói Năm xưa khi Hạ Hầu Tiền Bối và Sai Tiền Bối kết hợp thì Đồng Thiên Hạc là người mai mối vì vậy nên Bạch Như Băng Hạ Hầu làm gật đầu nói Tại Hạ rõ rồi nhưng mà còn chuyện Đồng Cô Nương là như thế nào? Thí chủ người muốn nói tại sao Đồng Huyền Nhược trước đây là nữ nhi của Đồng Thiên Hạc bây giờ lại biến thành ái nữ Bạch Tố Trình của Bạch Như Băng có phải vậy không? Hà Hậu Lam gật đầu nói. Đúng vậy, Hòa Thượng. Thí chủ, đây lại là một đoạn ẩn tình, không ai biết được. Ngừng một lát, Lão nói tiếp. Bạch Tố Trình, nguyên là con của Bạch Như Bằng và Kim Ngọc Dung. Sau khi Kim Ngọc Dung bị Bạch Như Bằng tự tay giết hại, thì cô ta bị bức phải đổi thành họ mẹ. Còn Đồng Thiên Hạc đích thị cũng có một nữ nhi là Đồng Uyển Nhược. Chỉ có điều, Đồng Uyển Nhược đã sớm bị Bạch Như Bằng sát hại trong một lần dâng hương ở tại kệ Minh Tự. Đồng Uyển Nhược sau này cũng chính là vị đến sòng bạc cầu cứu người, tức là do Bạch Tố Trình giả mạo. Hạ Hầu Lam buột miệng nói, tội nghiệp của Bạch Như Bằng thật là tầy trời. Ngừng một lát, chàng nói tiếp, Hạ Thượng, lẽ nào Đồng Thiên Hạc không nhận ra nữ nhi của mình là thật hay giả sao? Cốt nhục tương thần sớm hỏi tối hàn thì có lý nào không nhận? Chỉ có điều hai mắt của đồng thiên hạc đã mù từ nhiều năm trước. Dù đồng gia có nhiều gia nhân, nhưng bọn họ vẫn không bằng phụ mẫu thân sinh. Hơn nữa đồng thiên hạc cứ cho rằng cô ta là nữ nhi của mình, nên bọn gia nhân không thể nghi ngờ. Huống hồ còn có một tổng quản mạc tử kinh bên cạnh. Hạ Hậu Lam nói, Bạch Như Bằng đã có giá tầm giết cả đồng thiên hạc, thì hạ tất phải. Cuồng Hòa Thượng ngắt lời nói, Thí chủ, người lại hồ đồ rồi. Bạch Như Bằng cũng biết trong nhà đồng thiên hạc có giống Ngọc Thiền Thử, nên là đương nhiên bà ta phải đoạt lấy Ngọc Thiền Thử trước, sau đó mới giết cả nhà đồng gia. Hạ Hậu Lam gật đầu nói, Thật là một nữ nhân lợi hại, hòa thượng còn nữa bạch như bằng đã giết tứ đại hộ pháp của lãnh thiên trì thế sao lãnh thiên trì lại thí chủ lại càng hổ đổ có phải bốn tên thư yêu cầm ma Đồ quỷ tiểu quái chết dưới tay của thí chủ hay không tất nhiên là không phải rồi đúng vậy cuồng hòa thượng nói vậy làm sao thí chủ người biết bốn tên đó là chết thật hay là chết giả? Hà hầu Lam ngạc nhiên nói, Hòa Thượng, lẽ nào là giả ư? Ừ. Đương nhiên là giả rồi. Nhưng mà tại hạ tận mắt trông thấy. Thế thí chủ có xem xét kỹ không? Điều này thì lại không. Quỷ tức đại pháp lại bôi thêm chút huyết ở trên chán. Thì dễ dàng qua mặt thí chủ người thôi. Hà hầu Lam ngớ người Chàng nói, nói vậy, cái gọi là tầm thù của tứ đại hộ Pháp ngày đó, chỉ là... Cuồng Hòa Thượng tiếp lời nói, mục đích chẳng qua là dẫn dụ thí chủ người xuất đầu lộ diện. Hòa Thượng, sao trước đó lão không nói? Chuyện này vốn là do lão xui khiến. Cuồng Hòa Thượng ngớ người, nhưng lão liền gượng cười nói, Thí chủ, Hòa Thượng ta là người, chứ không phải thần thánh, trước khi sự việc xảy ra ta làm sao mà biết được Hạ hầu lam thản nhiên cười nói vậy làm thế nào lão biết được những chuyện này toàn bộ là do ta nghe lén nghe lén bạch như băng nói chẳng không sai bạch như băng nói những chuyện này là nói cho ái nữ của bà ta nghe khéo một nỗi là hòa thượng ta ở bên kia vách nên là nghe rõ toàn bộ hòa thượng như vậy xem ra ngọc thiền thử đã rơi vào tay của bạch như băng rồi đương nhiên nếu không thì dựa vào đâu mà bà ta muốn răng một mẻ lưới tóm gọn võ lầm thiên hạ hà hầu lam trầm mặt một lúc rồi ngước mắt lên nói hòa thượng có một chuyện tài hạ muốn hỏi lão nói đi hòa thượng ta không gì biết mà không nói Hạ Hậu Lam chỉ tay vào tay trái của cuồng hòa thượng và nói. Tại Hạ nhớ, lão có chiếc vòng thiết tâm mộc, đã bất ly thân nhiều năm. Đúng vậy, thế nào? Thế hiện giờ, chiếc vòng thiết tâm mộc của lão đầu tặng cho người khác rồi, có gì không? Ờ, không có gì, chẳng hay lão tặng cho ai vậy? Tặng cho hòa thượng trụ trì lôi âm tự Âu Hành Sơn đó cũng là vị cao tăng thế độ cho ta. Đây là chuyện sau khi người giả chết. Có gì không đúng chẳng? Hạ hầu Lam lắc đầu. Chẳng có gì không đúng. Chỉ có điều, hòa thượng, tại hạ phát hiện một bộ xương người dính trên mặt đá ở bên dưới hồng trạch hồ. Trên tay trái bộ xương người đó cũng đeo chiếc vòng thiết tâm mộc độc nhất vô lị trước đây của lão. Cùng hòa thượng trừng mắt nói. Cảm tưởng của người thế nào? Hà Hầu Lam thản nhiên nói. Tề Hạ cho rằng người đó là ngũ nhạc du hồn khoái bán thiền. Cuồng Hòa Thượng biến sắc, lão nói. Vậy Cuồng Hòa Thượng ta thì sao? Hà Hầu Lam lắc đầu nói. Tề hạ chỉ cho rằng Cuồng Hòa Thượng lão là giả mạo, nhưng Tề hạ không biết là ai. Đó là cách nghĩ lúc đầu của người. Đúng vậy. Thế còn bây giờ thì Sao? Bây giờ tự nhiên tài hạ cho rằng Lão mới là khoái bán thiền Đột nhiên cuồng hòa thượng cười nhạt một tiếng rồi nói Người sai rồi Ta không phải là khoái bán thiền Hạ hầu làm dùng mình Chẳng vội hỏi Vậy lão là ai Cuồng hòa thượng thản nhiên nói Kim Ngọc Dung Hoặc là Lam Y Lão Nhân Người nói ta là ai cũng được Hạ hầu làm hiểu ra Chàng vội nói Hòa thượng Đừng gọi ta là hòa thượng Cuồng hòa thượng nộ khí nói Hòa thượng ta đã chết rồi Hà Hồ Lam thở dài nói Hòa thượng Lão không thể nào trách tài hạ như vậy Và lại tài hạ nói là người giả mạo lão Và cũng chẳng nói Bản thân của lão thế nào cả Lão hà tất phải nóng giận như vậy Cuồng hòa thượng trầm mặc không nói Đột nhiên lão chấp tay trước ngực và nhắm mắt niệm Phật, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Hà Hầu Lam ngạc nhiên nói, Hòa Thượng, lão đang làm gì vậy? Cuồng Hòa Thượng buông tay mở mắt và lạnh lùng nói, Ta không biết, bá nhân, nhưng bá nhân do ta mà chết. Tội nghiệp của Hòa Thượng ta quá nặng, cầu Phật tổ tử bị tha tội. Thứ đến là niệm cho lão Hòa Thượng một đoạn kinh. Hạ hầu lam nói, hòa thượng lão cho rằng cuồng hòa thượng cắt lời nói, tất nhiên là có người nhận lầm lão hòa thượng đó là ta. Hạ hầu lam nhớ mày nói, hòa thượng lão cho rằng đó là ai? Cuồng hòa thượng nói, ngoài bạch như băng già thì hòa thượng ta nghĩ không già còn có người nào khác. Đôi mày kiếm của hạ hầu lam chuyển động xong mục xạ thần ủy chàng nói xem ra hạ hầu Lam là một kẻ chẳng lành rồi cuồng hòa thượng lạnh lùng nói còn một người nữa ta nghe nói tiêu thúy hồng cô nương đã chết rồi phải không trong lòng hạ hầu làm chợt quặn lên nỗi đau xót, chàng gật đầu rồi thuật lại một lượt chuyện ở Thạch gia đại viện cuồng hòa thượng nghe xong thì buồn miệng nói à gì đả phật thiện tài, thiện tài, thí chủ, người lại hại chết một người rồi. Hạ Hầu làm dùng mình, chàng nói, Hòa Thượng, vì vậy mới nói, tại Hạ là một kẻ chẳng lành. Thôi thì, thí chủ, đột nhiên cuồng Hòa Thượng bật cười rồi nói, Hòa Thượng ta nói một câu công bằng nhá, Hòa khởi từ Hạ Hầu tiền bối, nên là quy tội về một thân bạch như bằng, Bọn hòa thượng ta là những kẻ vô tội bị hại, còn thí chủ người là kẻ đáng thương phải gánh chịu thay cho người khác. Lời hết tại đây, chúng ta nên đi thôi." Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi, "Đi? Hòa thượng đi đâu?" "Hòa thượng ta không thể lôi người cùng đến Tây Thiên cực lạc, vì người là ma trong ma, chỉ xứng đi xuống âm công tôn yến địa ngục mà thôi." "Còn bây giờ tự nhiên là thoát khỏi nơi đây mà ra ngoài. Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, chàng hỏi, Hòa Thượng, lão có đường thoát và cách thoát chẳng? Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói, tất nhiên là có, bằng không thì Hòa Thượng ta đâu thể yên ổn ngồi đây mà nói chuyện với người. Hạ Hầu Lam quét mục quang nhìn tứ phía rồi nói, Tại hạ đâu thấy chỗ nào Cuồng hòa thượng mỉm cười cắt lời nói. Lúc này ngươi không bằng hòa thượng ta rồi. Thí chủ, hòa thượng ta hỏi ngươi nhé. Nơi này là nơi nào? Tất nhiên là Yến Tử Cơ. Còn cần ngươi nói hay sao? Ta muốn hỏi nơi chúng ta đang ngồi đây này. Cổ đồng Thiên. Đúng vậy. Nếu là tử động thì đâu có chữ thiền. Hạ Hậu Lam lắc đầu nói. Hòa thượng, chớ kéo quàng kéo xiên. Không thể lấy điều này mà giải thích chữ thiền. Cuồng hòa thượng cười cười rồi nói. Hòa thượng ta tùy một bụng thịt chó và rượu, nhưng mà chỗ chứa bút nghiêng cũng không ít hơn người đầu. Chữ thiền ở đây phải theo cách giải thích của hòa thượng ta thôi. Hạ hậu làm ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy trên đỉnh là một chiếc đèn lồng. Chàng nói, Vậy hòa thượng, ở đâu là trời? Cuồng hòa thượng cười cười nói Thí chủ Trời ở chỗ sáng đấy Trong đầu của Hạ hầu Lam thoáng hiện linh quang Chàng nói Hòa thượng Nó nói chiếc đèn lồng này Cuồng hòa thượng tiếp lời Trên đèn lợ thiên của động thiên Hà hầu Lam còn định nói nữa Nhưng cuồng hòa thượng đã tung người lên Và xuất thủ lấy chiếc đèn lồng xuống một vệt sáng trăng theo chân của cuồng hòa thượng mà chiếu xuống mặt đất. Trên đỉnh là một cửa động hình tròn, vừa đủ để một người chui qua. Hạ hậu Lam vui mừng khôn tà, chào nói. Hòa thượng, sao lão không nói sớm? Cuồng hòa thượng chớp chớp song mục và nói. Nếu có thể nói sớm, thì hòa thượng tà có thể không nói sớm sao? Hạ hậu Lam ngạc nhiên nói. Hòa thượng, tại sao không thể nói sớm? Cuồng hòa thượng cười hì hì nói Bây giờ ngươi lại không bằng hòa thượng ta rồi Do ngươi không để ý Còn hòa thượng ta một mực lưu tâm Hai mẹ con bạch như bằng tuy đã bỏ đi Nhưng vẫn để lại thuộc hạ Ở bên ngoài giám sát chúng ta Nếu hòa thượng ta nói giả Thì sẽ bị bọn chúng đóng chết cửa ra duy nhất Ngay lập tức Lúc đó ngươi và ta thật sự là không ra được rồi Thế hiện tại bọn chúng đã đi rồi chẳng Đúng vậy, vừa đi cách đây chừng một khắc. Hòa thượng, làm sao lão biết cửa ra này? Nơi này không gió, mà đèn tự nhiên động. Lời của Bạch Như Băng nói trên đỉnh cũng thoang thoảng lọt vào đây. Thí chủ, lẽ nào chừng đó vẫn chưa đủ ư? Ừ? Rất đủ, hòa thượng. Đột nhiên Hạ Hầu làm chấp tay xá dài rồi nói tiếp. Hòa thượng, người đã chết rồi thì thôi. Người sống đang chờ cứu giúp vì La Gia và Võ Lâm Thiên Hạ cùng một thân huyết thủ của Hạ Hồ Lam này. Xin lão nhận của tại hạ một lệnh. Cuồng Hòa Thượng không để phòng chuyện này nên là chẳng kịp né tránh. Lão vùng chân đạp tắt chiếc đèn lồng rồi tung người phóng lên, đồng thời miệng nói. Người muốn cho Hòa Thượng ta sống ít lại mấy năm chẳng. Hòa Thượng ta đi trước đây. Lão thu người chui qua cửa động mà lên. Lúc này trong động tối đen như mực Hạ Hậu Lam cũng không dám chậm trễ, chàng lập tức đề khí lao vút lên. Cửa động này chỉ vừa một người chui qua, thân hình của ông Hòa Thượng vừa gầy vừa nhỏ nên chui qua dễ dàng. Còn Hạ Hậu Lam tuy là cũng chui qua được, nhưng y phục bị rách toạc mấy chỗ. Gió sông phảng phất thổi qua mặt, trăng lưỡi liềm ở trên đỉnh đầu. Nơi hai người đứng, ở đằng trước chính là mặt sau của ngự bị đỉnh trên yến tử cơ. Từ đây nhìn ra xa có thể thấy thấp thoáng một vài ánh đèn trong thành kim lăng. Hạ Hậu Lam nhìn qua cuồng hòa thượng rồi mỉm cười nói. Hòa thượng đi thôi. Cuồng hòa thượng hỏi lại. Đi đâu thí chủ? Tất nhiên là đi vào thành kim lăng. Muốn đi thì người đi một mình. Hòa thượng ta không đi. Hòa thượng, tại sao lão lại không đi? Hòa thượng ta còn có người khác để đi, chuyện khác để làm. Hòa thượng, lão định đi đâu, làm gì? Cuồng hòa thượng thản nhiên nói. Người chỉ biết giúp thai nhân, sao lại mau quên người trong tim mình vậy? Người đi cứu nguy cho La Gia và Võ Lâm Đồng Đạo. Hòa thượng ta thừa cơ đi giải cứu thượng quan cô nương. Chúng ta chia nhau ra đi, ai làm việc nấy? Bây giờ Hạ Hậu làm mới nghĩ đến thượng quan phụng, chàng gượng cười nói. Hòa thượng nói rất là phải Tài hạ xin đa tại trước Lời chưa dứt Thì cuồng hòa thượng đã cắt lời nói Vậy thì chuyện không nên chậm chế Chậm chế e rằng có biến Hòa thượng ta đi đây Nói đoạn Lão tung người lướt đi Thân hình khô gầy tựa như chiếc lá bay trong bầu trời đêm Thoáng chốc đã mất hút tung tích Hà Hậu Lam nhìn theo và nói Hòa thượng Tài hạ đợi lão ở La Gia phía tây thành Kim Lăng Lời vừa dứt thì chàng cũng tung người lên rồi lướt đi như chớp về phía thành kim lăng, ẩn bình thấp thoáng trong màn đêm. Chuyến này không những hữu kinh vô hiểm mà còn bất ngờ cứu được một vị bằng hữu và cũng bất ngờ hơn là biết được nội tình của tiên sư, có thể gọi là thu hoạch không nhỏ. Dưới thần pháp của Hạ Hậu Lam, từ Yến Tử Cơ đến Kim Lăng Thành chỉ gần như gang tấc. Vì vậy nên khoảng một khắc sau thì chàng đã vào đến thành Kim Lăng sau khi đến thành Kim Lăng, chàng vốn định đi về phía La Gia. Nhưng một hiện tượng quái lạ khác của Kim Lăng Thành đã hấp dẫn chàng, khiến chàng tạm thời thay đổi phương hướng, đi về phía bờ sông Tân Hoài. Lúc này, lẽ ra sông Tân Hoài phải sáng dựng đèn hoa, chống chiêng inh ỏi. Nhưng hiện tại chỉ thấy đèn hoa lớp lớp, mà không nghe thấy một tiếng chống chiêng nào. Hà Hậu Lam vừa đến nơi thì bất giác chấn động tâm thần, nhất thời đứng xứng người ở đó Dọc bờ sông Tân Hoài Giang im lặng như tờ, không một bóng người. Mặt đất chỉ đầy vỏ trái cây và giấy lộn lất phất bay trong gió. Đèn đóm ở các nơi vẫn treo ở các nơi và lay động trong gió đêm. Thuyền hoa trên sông cũng nằm yên cho sóng vỗ. Nhìn lại, các tiểu lâu trà quán cũng không thấy nửa bóng người. Tất cả đều đóng chặt cửa. Quái lạ, không lẽ? Không thể như vậy. Nơi này không có chút hiện tượng gì của một trận đánh nhau Hạ Hậu Lam đang thầm kinh ngạc và dõi mắt quan sát tứ phía, thì đột nhiên là giả lão ca phải không? Một giọng nói đầy vẻ sợ sệt phát ra từ nơi sau của chàng mười trượng. Hạ Hậu Lam quay ngoắt người lại và hỏi, là vị nào đấy? Lập tức, một bóng người từ chỗ tối chạy ra như bay, hóa ra người đó là Tần Lục. Sắc diện của hắn tái nhợt và đầy vẻ kinh hãi. Hắn đến gần và nói, Giả dạ, lão ca Ngươi đến đây à Trời ơi Ngươi chạy đi đâu mà khiến ta nóng lòng tìm Hà Hậu Lam vội nói Lục ca Trước tiên chớ hỏi tài hạ Hãy thông thả nói Nơi này vừa xảy ra chuyện gì Chuyện gì à Đại sự Đại sự Hà Hậu Lam cho mày nói Lục ca Đại sự to bằng trời cũng từ từ mà nói. Tần Lục thở hồn hề nói. Vừa rồi, trong lúc hội thuyền hoa đăng đang náo nhiệt, thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một tên cầu tặc. Hắn đứng ở trên cầu gào lớn, nói ra cũng lạ. Chống trường in ngoài như vậy, nhưng đều bị tiếng gào của hắn chấn áp. Hạ Hầu Lam vội nói. Lục ca hắn gào lên những gì? Tần Lục nói. Hắn bảo rằng, người của La Gia muốn chạy rồi. Hạ Hầu Lam giật mình, Trang nói, Lục à, có trông thấy người đó là ai không? Tần Lục lắc đầu nói, đường thời người đông như vậy thì làm sao mà thấy được? Và lại hắn vừa gào lên thì tất cả Tần Hoài Giang lập tức đại loạn. Có người muốn chạy đến La Gia, có người lại không cho đi. Thế là đường trường động đao tuốt kiếm chém giết mấy tên. Tất cả đều bị đẩy xuống sông. Canh này khiến người xem náo nhiệt, sợ đến vãi cả phần. Tất cả đều chạy tán loạn. Luca, những người không cho đi là ai? Không biết, nhưng toàn là người trong võ lâm, hòa thượng, đạo sĩ, đâu có hết. Luca, chuyện này xảy ra khi nào? Chưa bao lâu, Tần Lục nói, chỉ vừa... Chữ mới chưa kịp phát ra, thì Hạ Hậu làm đáo hỏi tiếp. Luca tìm một nơi ẩn nấp đi, tại Hạ phải đi đây. Lời vừa dứt, thì chàng tung người phóng đi như bay về phía La Gia. Chàng tận lực thi triển thân pháp, trước mắt đã có thể trông thấy La Gia. Từ xa nhìn tới, chỉ thấy La Gia sáng dựng đèn đóm và bóng người đứng lố nhố xung quanh. Trước đại sảnh của La Gia cũng có một người đứng. Chàng trông thấy rõ, đó là tổng quản của La Gia, truy hồn thủ Lý Thiên Huyền. Lão ta đang đứng đối đáp với đám đồng. Điều này biểu thị La Gia vẫn chưa ngộ nạn. Hạ Hầu Lam cảm thấy nhẹ nhõm chàng chẳng kiên kỵ gì thân hình lướt lên không vượt qua đầu của đám đông mà phóng thẳng vào đại sành lúc này có một tiếng quát lạnh lùng vang lên bằng hữu ngươi muốn nhanh chân lên trước chăng theo tiếng quát là một bóng người từ bên trái lò vút lên thân pháp như là thương ưng vô mồi sát cơ đã sớm trỗi dậy ở trong lòng hạ hầu làm, đôi mày kiếm nhướng lên chàng lạnh lùng quát không sai bằng vào người mà cũng xứng đáng ngăn cản ta sao? Cút! Lời phát trường xuất, một đạo kinh phong từ hữu thủ đẩy mạnh ra. Bóng người kia kêu thảm một tiếng, rồi bị đẩy văng qua một bên. Một chiều gây chấn động toàn trường, có người vừa định tiếp tục ngăn cản, nhưng Hạ Hậu Lam đã hạ thần xuống trước đại sành. Lý Thiên Huyền lớn tiếng quát, Bằng hữu, ngươi! Hạ Hậu Lam cắt lời nói, Lý Tổng Quản, là Tài hạ. Lý Thiên Huyền nghe vậy thì vội vàng thu tay và nói là hạ. À? Hạ Hầu Lam cắt lời, chàng nói Lý Tổng Quản là lão anh hùng vẫn bình yên chứ? Lý Thiên Huyền vội nói lão chủ nhân và ba vị thiếu giả đều ở trong đại sảnh. Hạ Hầu Lam nói nơi này do Tài hạ ứng phó. Phiền Lý Tổng Quản vào trong thông báo với là Lão Anh Hùng một tiếng, nói rằng tai hạ đã đến rồi. Xin lão nhân gia cứ yên tâm. Lý Thiên Huyền vâng một tiếng, rồi lập tức quay người lướt vào đại sành. Lúc này Hạ Hậu Lam mới từ từ quay người lại, vào quét mục quang nhìn ra tứ phía. Nhưng vừa nhìn xuống, thì đôi mày kiếm của chàng đột nhiên dựng ngược, sát cơ đột hiện. Thì ra, trước mắt đầu là võ lâm hào kiệt, từ tam sơn ngũ nhạc, tứ hải bát hoàng. Quả đúng như là lời Tần Lục nói, trong số võ lâm hào kiệt này còn có không ít hòa thượng và đạo sĩ. Đó là nhân mã của ngũ đại môn phái, thiếu lâm, võ đằng, nga mì, hoa sơn, côn luân, toàn những kẻ đã từng có mặt ở loạn thạch sơn, hồng trạch hồ. Hạ hậu Lam liền cười nhạt một tiếng rồi nói, thì ra ngũ đại môn phái cũng đến đây tham dự vào náo nhiệt này. Đứng đối diện với chàng là trưởng môn thiếu lâm, đại bi thượng nhân, Vị cao tăng này trao đôi mày bạc và cất lời nói. Thí chủ, lờ cao nhân phương nào? Hạ hầu Lam thảm nhiên nói. Không dám, tại hạ là giả thiếu dù, lờ bằng hữu của là lão anh hùng. Đại bi thường nhân chú mục nhìn rồi nói. Thì ra là giả đại. Đột nhiên có một giọng the thé từ phía sau truyền đến. Sợ rằng đó chỉ là một thứ hàng giả Giả của chân giả Trong mắt của Hạ Hậu Lam lấp lánh hàn quang Chàng nhìn đến chỗ phát ra giọng thè thé Thì thấy một bóng người gầy gầy bé bé Đang đứng riêng một mình Chàng lập tức quát hỏi Các hạ là ai? Người kia cười hì hì nói Sao các hạ màu quên cố nhân ở loạn thạch sơn vậy? Hạ Hậu Lam cười nhạt nói các hạ là Lam Y Lão Nhân chẳng Người kia bật cười nói, ừ, đúng vậy, đúng vậy, xem ra trí nhớ của các hạ cũng không tệ nhờ. Hạ Hậu Lam nói, nói vậy, các hạ biết đại hạ là ai chẳng? Đương nhiên, Lam Y Lão Nhân cười cười nói, đại danh uy chấn võ lầm, thần ma kinh động giang hồ, ngọc diện Du lòng, lạt hồ thần ma Hạ Hậu Lam mạnh lớn không chết, thoát khỏi hồng trạch hồ và đến nơi này. Lời này vừa xuất thì toàn bộ đường trường đều chấn động, có người vội vàng lùi bước ra sau. Trường môn của ngũ đại môn phái tuy là bất động, nhưng trên mặt đều biến sắc. Đại bị thượng nhân kinh ngạc nói, Thí chủ là hạ hầu đại hiệp. Không sai, hạ hầu làm thản nhiên gật đầu và nói, Hạ hầu làm này may mà nhợ màng lớn nên là đêm này mới có thể đến đây gặp lại trừ vị nói đoạn chàng đưa tay gỡ chiếc màn nạ ra người làm y lão nhân liền cười hì hì nói trừ vị không sai đấy nha ta hạ nói là hạ hầu làm tất là sẽ đến mà thế nào hạ hầu làm lạnh lùng quát tên thất phù người liên tục thi triển độc kế hại ta không chết bây giờ lại dựng chuyện gây họa vừa muốn hại la già vừa muốn quăng một mẻ lưới thâu tóm võ lầm thiên hạ nhưng lam y lão nhân cười hì hì cắt lời hạ hầu lam ngươi chớ đặt điều dựng chuyện ngậm máu phun người ta với la già không thù không oán tại sao ta phải hại bọn họ nếu trách thì chỉ trách bọn họ không nên có ngọc thiền thừ mà thôi còn cái kêu bằng quăng một mẻ lưới thâu tóm võ lầm thiên hạ thưa hỏi ta dựa vào đầu chứ bằng vào sức lực của một mình tài chẳng. Hà Hậu Lam nói, tên thất phù, cho ta vạch trần âm mưu của người và chỉ rõ người là ai, rồi ta sẽ cùng người tranh biện việc La Già có Ngọc Thiền Thư hay không. Lam Y Lão Nhân cắt lời nói, vậy ở trước tiền người cứ nói xem ta là ai. Hà Hậu Lam buồn miệng nói, người là trưởng phu của La Sát Phu Nhân Bạch Như Bằng. Làm y lão nhân phá lên cười rồi nói Trời ơi Ta nào có được diễm phúc to lớn như vậy Bằng vào tướng mạo của ta Mà được bông hoa xinh đẹp đó để mắt Thì đã là chuyện khó khăn rồi Huống hồ Sự thực không sai Bằng vào tướng mạo gầy gầy bé béo của lão ta Nếu nói lão ta là phu quân Của la sát phu nhân Bạch Như Bằng Một bậc quốc sắc thiên hương Mỹ mạo tuyệt luân Thì quả thật là rất khó Khiến cho người ta tìm được hạ hầu làm cười nhạt một tiếng rồi nói người có đồng ý để ta gỡ đi lớp dịch dùng của người hay không lam y lão nhân chấn động thân hình lão cười cười nói trời sinh tướng mạo xấu xí thế này thì đành cam chịu việc gì phải dịch dùng hạ hầu làm cười lớn rồi nói ta đến đó hoặc là người lại đầy đầu được người dám không lam y lão nhân lại cười hì hì rồi nói ta cũng không đến nỗi quá hồ đồ, há có thể mắc lừa người sau. Bất luận người qua đây hay là ta đến đó, kẻ xúi quẩy đều là ta. Hạ Hầu Lam quay sang nói với đại bị thượng nhân. Trưởng môn, có thể cho tại hạ trừ đi lớp dịch dung của người này hay không? Đại bi thượng nhân niệm Phật hiệu à, di đà Phật Chuyện quan hệ đến an nguy của thà nhân Lão nạp không dám làm chủ lời này nói ra rất là xác đáng không thể nào trách vị cao tăng này được hạ hầu Lam chưa kịp lên tiếng thì Lam y lão nhân đã bật cười rồi nói trưởng môn nhân nói rất là đúng dù tại hạ có dịch dùng thì đó cũng là chuyện ân oán riêng từ giữa tại hạ và hạ hầu Lam, và chẳng có chút quan hệ gì đến chuyện trước mắt à gì đã phật đại bi thường nhân nhìn qua hạ hầu Lam và nói hạ hầu thí chủ lời của vị thí chủ kia nói rất là phải. Hạ Hậu Lam cắt lời nói. Trưởng môn, chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư là do người này vô cớ dựng lên, ngậm máu phun người mà thôi. Lam Y Lão Nhân cười hì hì nói. Hạ Hậu Lam, chuyện La Gia có Ngọc Thiền Thư không phải do ta nói. Đại bi thượng nhân tiếp lời. Người xuất gia không biết nói dối. Chuyện La Gia có dấu Ngọc Thiền Thư Đích thực là không biết do ai nói. Hạ Hậu Lam nói, theo Tài Hạ thấy, thì chuyện này phải do lão ta nói thôi. Lam Y Lão Nhân cười nhạt nói, đó là theo người thấy, còn ta, ta phải chỉ ra rằng, người mới là kẻ bịa đặt mọi chuyện, Ngập máu phun người. Theo ta thấy, thì chuyện này, e rằng do chính là già truyền ra. Nếu mà là già thật sự có Ngọc Thiền Thử thì há có thể làm gì lão nhân cắt lời nói học lại câu của người nhá nếu La già có ý dùng ngọc thiền thử làm mồi quăng một mẻ lưới tận diệt võ lâm thiên hạ thì sao hà hầu làm nói thực lực của la già thế nào mọi người ở đây đều biết Lam gì lão nhân gật đầu nói không sai bằng vào thực lực của la già thì dư sức xung hùng một phương nếu muốn còn một mẻ lưới diệt sạch võ lầm thì e rằng chưa đủ nhưng lão cười hì hì rồi nói tiếp nhưng nếu có ngọc diện du lòng là thù thần mà người trợ giúp thì nhất định là quá đủ rồi lời này vừa xuất thì quân hùng tứ phía lập tức sôi động hẳn lên hà hậu lam nói hà hậu lam ta chỉ ra tay trượng nghĩa lam y lão nhân lại cắt lời lão nói <laughs> mà trong mà mà còn ra tay trượng nghĩa ai có thể tin lời này Hạ hậu làm những mày quát. Chớ có khoe khoang miệng lưỡi sát nhân của người. Người hãy nghe ta vạch trần âm mưu thâm độc và hành vi bị ổi của người và Bạch Như Bằng trong nhiều năm qua. Tiếp đó, chàng thuật lại một lượt những điều nghe được từ cuồng hòa thượng. Nghe xong, quân hào lại nhốn nháo. Lamì lão nhân thàn nhiên mỉm cười nói. Hạ hậu làm, những lời sang bậy của người chỉ mong làm đào lộn trắng đen mà thôi. Nếu như người nói Hạ hầu nhất tu đã không có chút đồng tình. Với Bạch nữ hiệp và muộn mực né tránh thì Bạch nữ hiệp lấy đâu ra công phu đồng môn nhất tàn chỉ. Bạch nữ hiệp đã không biết công phu này thì làm sao thi triển sát hại cả nhà đồng gia. Rõ ràng là người giáp tâm vu an giáo họa cho người khác. Không sai, Hạ hầu nhất tu đã không ngó ngàng đến Bạch Như Bằng thì Bạch Như Bằng sao có thể biết được nhất tàn chỉ. Cùng Hòa thượng không nói điều này, và đây cũng là sơ xuất của Hạ Hậu Lam. Nhưng chàng không hộ là đường thế kỳ tài, ý nghĩ xoay chuyển như chớp. Chàng liền nói, rất đơn giản. Kim Ngọc Dung là bằng hữu trí thân của tiền sử. Lão ta biết thi triển thần công tuyệt kỹ đồng môn nhất tôn chỉ của tiền sử. Sau đó, Bạch Như Băng lấy Kim Ngọc Dung, thì tự nhiên bà ta có thể học được nhất tàn chỉ từ Kim Ngọc Dung. Lam Y Lão Nhân lắc đầu nói, Hạ Hậu Lam, xem ra người kiên quyết muốn nói phải thành trái nói trắng thành đen đáng tiếc là bạch nữ hiệp không có ở đây đột nhiên có một giọng nữ lạnh lùng cất lên ai bảo bạch như băng ta không có ở đây làm y lão nhân dùng mình lão vội cùng với quần hào nhìn về phía có giọng nói vừa phát ra chỉ ngoài hai mươi trường ở phía đồng có bốn người đứng một mình một cách lạnh lùng hai người đứng trước là La Sát Phu Nhân Bạch Như Băng và ái nữ của bà ta, Vạn Hoa Công Chúa Bạch Tố Trình. Hai người đứng sau đều mặc trường bào, bên tả là Hiên Viên Cực, bên hữu là Lãnh Thiên Trì. La Sát Phu Nhân tung hành võ lâm mấy mười năm, uy danh chấn động vàng hồ. Hướng hồ phía sau bà ta còn có Nam Bắc Nhị Lão Mà, Bạch Cốt Âm Mà Hiên Viên Cực và Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì. Quần hào thấy vậy đầu biến sắc, những kẻ đứng gần đó vội vàng chen nhau tránh né. hà Hầu Lam vừa thấy Bạch Như Bằng thì đôi mày kiếm nhướng lên, song mục xa thần quang. Lam Y lão nhân vội cung thủ chào và mỉm cười nói: "Thì ra phương giá của Bạch nữ hiệp đã sớm đến rồi." Đại Bì thượng nhân cũng xoáy lãnh cao thủ của ngũ đại môn phái, khẽ cúi người chào và nói Lão nạp, đại bi của phái thiếu lầm, tham kiến bạch nữ hiệp. Bạch Như Băng chẳng để ý đến Lam Y Lão Nhân. Bà ta chỉ khẽ gật đầu với Đại Bi Thượng Nhân và nói. Bạch Như Bằng không dám nhận lễ này của trưởng môn và trừ vị. Đại Bi Thượng Nhân nói. Bạch Nữ Hiệp đến thật là đúng đúc. Hiện giờ hạ hầu thí chủ. Trưởng môn. Bạch Như Bằng cắt lời nói. Ta đã nghe cả rồi. Lam Y Lão Nhân vội tiếp lời. Xin Bạch Nữ Hiệp nói một câu để giải bạch như bằng quét một quang lạnh lùng nhìn qua hạ hậu lam và nói hắn bịa đặt dựng chuyện ngậm máu phun người tội đáng muôn thác lam y lão nhân vội nói với quần hào thấy chư vị thấy thế nào bạch nữ hiệp thanh danh nhiều năm hạ hậu lam quát lớn tên thất phủ câm miệng các ngươi là đồng bọn bạch như bằng lạnh lùng nói hà hầu Lam, ngươi nói ai là đồng bọn với ai hà hầu làm chỉ tay nói ngươi và hắn bạch như bằng biến sắc song mục lộ sát cờ bà ta nói hà hầu làm ngươi hà hầu làm quát lớn cắt lời bạch như bằng ngươi cũng câm miệng lại ngươi đơn phương yêu tiên sư không được nên là xấu hổ mà thành nộ sau đó xúi dục kim ngọc dung cưỡng chết thê tử của bằng hữu rồi tự tay giết chết Kim Ngọc Dung cùng thê tử của tiên sử. Chuyện cách này đã nhiều năm nay, giờ vì Ngọc Thiên Thư mời người sát hại cả nhà đồng gia, rồi vụ ăn giáo hại cho ta. Người lại mưu đồ giết hại tất cả những người có quan hệ với tiên sử. Người là một nữ nhân mà lòng dạ thâm độc dường như còn hơn ong độc và rắn độc. Thế gian này há có thể dùng. Bạch Như Băng tức giận đến độ run người, bà ta quát lớn. Hạ Hầu Lam, Người ngậm máu phun người Bịa đặt dựng chuyện Vụ án đổ tội cho ta như vậy sao Hà Hầu Lam cười nhạt nói Hừ, Ta bịa đặt dựng chuyện ư ừ, Ngậm máu phun người ư ừ. Ngươi dùng độc thủ song sát Tiền phục tại La Già, Sau khi bị ta phát giác Thì lại dùng bồ câu đưa thư dụ ta vào cố đồng thiên Ở dưới yến tử cờ Chính mình người đã thừa nhận tất cả với ta Ngươi còn nói là muốn sát hại La Già, Rồi mượn cơ hội này thâu tóm võ lầm thiên hạ Lẽ nào những chuyện mà ngươi nói cũng không thừa nhận hử? Bạch Như Bằng nộ khí sung thiên, bà ta bật cười rồi nói. Hạ Hậu Lam, mẹ con ta từ ngoài trăm dặm đến đây, nào có phải là độc thủ song sát tuyên phục tại La Gia gì đâu? Nào có dụ người đến Yến Tử Cơ bao giờ đâu? Hạ hầu Lam lại cười nhạt, chàng nói. Bạch Như Bằng, may mà ngươi cũng là nhân vật thành danh nhiều năm. Không sai, Bạch Như Bang nói, Bạch Như Bang ta hành sự xưa này chẳng có gì là không dám thừa nhận. Đột nhiên nghe Lam Y Lão Nhân nói, Bạch Nữ Hiệp thành danh nhiều năm, uy chấn võ lầm, thanh danh và thân phận đều được võ lầm đồng đạo trọng vọng. Há có lý nào, dám làm mà không dám nhận, bọn ta đều. Hà Hậu Lam cắt lời nói, xem ra, người cũng biết nói giúp cho ái thề của người đấy. Song mục của Bạch Như bằng xạ sát quang, bà ta quát lớn. Hạ hầu làm, nếu người tiếp tục nói nhằng nói cuội, thì ta giết người trước đấy. Hạ hầu làm thản nhiên nói. Sợ chết thì ta đã không đến, nhưng vì trượng nghĩa mà chết cũng chẳng có sao. Bạch Như bằng chuyện khác ta không nói, người không thừa nhận sát hại cả nhà đồng gia chẳng. Bạch Như bằng nói, chuyện không phải do ta làm, tự nhiên là không thể thừa nhận. Hà hầu Lam chỉ qua Hiên Viên Cực và nói Vị này chính là tổng quản Mạc Tử Kinh của đồng gia trước đây Sao như vị không hỏi lão ta xem hiền Viên Cực vừa chớp chớp xong mục Thì Bạch Như Bằng đã lạnh lùng nói Người nói đi hiền Viên Cực vâng một tiếng rồi cao giọng nói Lão Phu dùng thân phận Mạc Tử Kinh Giữ chức tổng quản ở đồng gia là sự thật Nhưng mà chỉ để đoạt lại Ngọc Thiền Thư Vốn là của tệ phu nhân Hà Hậu Lam cười nhạt nói Hiền viên cực Lão nói Ngọc Thiên Thử Vốn là vật của Bạch Như Băng Ngử ừ. Không sai Hà Hậu Lam này Muốn nghe tương tận chuyện đó Hiền viên cực có vẻ ấp úng Lão nói Chuyện này Chuyện này Hà Hậu Lam cười nhạt Chàng chưa kịp khai khẩu Thì Bạch Như Băng đã lạnh lùng nói Sớm muộn cũng không giấu được Để ta nói cho nghe hiền viên cực khéo cúi người và lùi bước bạch như bằng nói tiếp ngọc thiên thử vốn là vật đính tình của ta tặng cho hạ hầu nhất tù lời này vừa phát ra thì quần hùng nhốn nháo hạ hầu lam cười nhạt nói bạch như bằng rốt cuộc thì người cũng thừa nhận một điều bạch như bằng chẳng để ý đến điều đó bà ta thản nhiên nói tiếp bây giờ ta thừa nhận chuyện giữa ta và hạ hầu nhất tù như là hạ hầu lam đã nói nhưng ta đính chính lại chỉ có phần nửa là sự thật năm xưa khi ta và hạ hầu nhất tu giao tình thì lão ta đã có thê tử ta không quan tâm đến điều đó nên là vẫn ở bên cạnh nào ngờ sau đó lão ta quen thói bạc tình bỏ rơi không đói hoài đến hai mẹ con ta hạ hầu làm vội nói bạch như bằng ngươi ta cái gì bạch như bằng lạnh lùng nói nữ nhi bên cạnh ta đây chính là cốt nhục của Hạ Hầu Nhất tù. Hạ Hầu Lam nói, Bạch Như Bằng, lời này của người khiến người ta khó tin rồi. Tiên sư há là... Bạch Như Bằng khẽ quát, lẽ nào ta có thể tự làm nhục thanh bạch của mình, tự hủy hoại danh tiết của mình. Hạ Hầu Lam cảm thấy chấn động toàn thân, chàng nói, nói vậy, đó là sự thật sao? Tự nhiên là sự thật, Bạch Như Bằng thản nhiên đáp. Hà Hậu làm bán tín bán nghỉ, nhưng chàng cũng đổi cách xưng hồ. Chàng nói, vậy cái gọi là tầm thủ của việc tôn giá tìm tôn sư là... Bạch Như Bằng tiếp lời, cũng là hận sự bạc tình của lão tà, hận lão tà, bỏ rơi không đói hoài đến mẹ con tà. Hạ Hậu làm nói, vậy Ngọc Thiền Thử sao có thể rơi vào? Nói ra có thể người không tin, đồng thiên hạc đó chính là Ngọc Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung. Quần hùng lại thêm một phen chấn động. Hà Hậu Lam biến sắc, chàng nói. Đó, đó cũng là sự thật sao? Đương nhiên là sự thật. Bạch Như Bang nói. Một tay hắn đã che được tất cả tai mắt của thiên hạ. Hà Hậu Lam nói. Nói vậy, kẻ giết cả nhà đồng giả quả thật không phải là tôn giá. Lời của Bạch Như Băng càng nói càng kinh người. Bà ta nói tiếp. Hắn qua mặt được tất cả mọi người, nhưng lại không qua mặt được ta. Gần trăm người cổ đồng già chẳng một ai thương vong cả. Tất cả đều còn tại thế. Quân hùng lại sôi động. Hạ Hầu Lam kêu thất thành. Chuyện này, chuyện này sao có thể? Đại hạ trông thấy rõ ràng. Bạch Như Băng nói. Đó là do hắn quá cao mình hắn học được nhất tàn chỉ từ chỗ hạ hầu nhất tù nên mới tạo ra thương tích của nhất tàn chỉ để giáo hoại cho người lại bảo đồng uyển nhược giả vờ làm như vậy sau đó hắn lặng lẽ đưa người rời khỏi đồng giả thay hình đổi dạng lần trốn trong giang hồ ta đến nơi tìm hắn nhưng đáng tiếc là tìm không gặp hạ hầu làm hỏi tôn giá tìm hắn làm gì bạch như băng nói thê tử của hạ hầu nhất tù tức là vị sài tỷ của ta đã đối đãi với ta như là thủ túc một mặt ta muốn báo thù dở hận cho bà ta đoạt lại hai con một nam một nữ của sài tỷ tỷ một mặt khác ta muốn đoạt lại ngọc Thiên thư của ta hạ Hậu lam nói hai người con một nam một nữ của tiên sư đã sớm không bạch như bằng cất lời nói theo ta biết mấy thi thể năm xưa đều do kim ngọc dung giả tạo thân thể đầy huyết nhục nên là không nhận rõ diện mạo. Chỉ biện nhận từ y phục thì tự nhiên có thể qua mặt được hạ hầu nhất tù. Hai con của Sài Tỷ Tỷ hiện vẫn còn trong tay của Kim Ngọc Dung. Trong đầu của hạ hầu nhất làm thoáng hiện linh cử, chàng nói. Nói vậy, vị đồng cô nương đó... Bạch Như Bằng tiếp lời. Người không thấy cô ta giống nữ nhi Bạch Tố Trinh của ta hay sao? Đó là vì cả hai đều là cốt nhục của Hạ Hậu Nhất Tù. Hạ Hậu Lam nói, Nói vậy, hiện tại Ngọc Thiên Thử đang nằm trong tay của Kim Ngọc Dung. Đúng vậy. Vậy đêm nay tôn giá đến đây là... Một mặt là đến cứu nguy cho vị biểu hình của Sai Tì Tì. Một mặt khác là ta muốn tìm kẻ giáo họa cho La Già, quăng một mẻ lưới, thâu tóm toàn bộ võ lầm thiên hạ thế còn trên yến tử cơ đó tuyệt không phải là ta hai mẹ con ta vừa ngoài chăm dặm đến đây hà hầu làm nhướng mày nói nói vậy nhất định là tên thất phu kim ngọc dung dùng người khác để mà giả mạo cố ý bỗng nhiên chàng ngước mắt nhìn bạch như bằng và nói tiền bối thượng quan cô nương không ở trong tay tiền bối à bạch như bằng lắc đầu nói đương nhiên là không Hà Hậu Lam hỏi tiếp. Người hẹn tài hạ đến Hồng Trạch Hồ cũng không phải là tiền bối. Bạch Như Bằng gật đầu nói. Cũng không phải là ta. Chờ khi ta nghe tin và đến nơi thì... Hà Hậu Lam quét xong mục lạnh lùng nhìn qua Lam Y Lão Nhân và nói. Kim Ngọc Dung, bây giờ ngươi còn chỗ nào để trốn không? Lam Y Lão Nhân bình thản cười ha ha một chàng rồi nói. Chữ vị đồng đạo, hai người bọn họ một đối một đáp nghe rất là bùi tai. Chỉ có điều, các vị có tin được không? Hạ Hầu Lam vừa định nói, thì Lam Y Lão Nhân đã tiếp lời. Những chuyện khác không nói, chỉ nói chuyện Kim Lăng Đồng Gia. Đồng Thiên Hạc là võ lâm thế gia, là đại hiện nhân ở đất Kim Lăng này. Cả nhà gần trăm người đều bị chết thảm Chỉ có một mình đồng cô nương là cô khổ đáng thương. Hai người bọn họ chẳng những là không cảm thông mà lại còn nói đồng thiên hạc là kim ngọc dung đã chết từ nhiều năm trước lại nói là người ta giả chết ngọc Thiên thư là vật vô chủ mà nói là của riêng mình hạ hầu làm sát nhân bắt cóc người rồi chiếm cứ ngọc Thiên thư sau đó hắn đem ngọc Thiên thư và đồng cô nương giấu trong nhà thân hữu này của hắn đây là chuyện rất có khả năng bây giờ lại chút tội qua người đã chết chư vị thấy đây đều là đường kim cao nhân minh trí ai tin Ai không tin, ai nhịn được, ai không nhịn được. Xin chư vị tự suy nghĩ rồi quyết định. Lão ta nói xong những lời này, thì quân hùng tại đường trường đều im lặng. Hạ hầu Lam cười nhạt nói, <cười> Kim Ngọc Dung, A à Di Đà Phật. Đột nhiên nghe đại bi thượng nhân cao giọng niệm Phật hiệu rồi nói, xin hạ hậu thí chủ hãy khoan đã, chờ lão nạp nói với bạch nữ hiệp mấy cầu. Lão xoay qua nói tiếp với Bạch Như Bằng Lão nạp không dám không tin những lời Bạch Nữ Hiệp vừa nói Nhưng lão nạp xin thỉnh giáo một câu Bạch Nữ Hiệp là địch hay là bạn của Hạ Hậu Thí Chủ Bạch Như Bằng lạnh lùng nói Điều đó còn phải xem thái độ của hắn như thế nào Đại Bi Thượng Nhân nói Bạch Nữ Hiệp có thể nói rõ hơn không Bạch Như Bằng nói Người ta cần tìm là Hạ Hậu Nhất Tù. Chỉ cần hắn chịu nói ra chỗ ẩn thân của Hạ hầu Nhất Tù, thì ta là bạn của hắn. Bằng không, ta sẽ là địch của hắn. À gì đả Phật? Đại Bi Thượng Nhân nói. Đa tạ Bạch Nữ Hiệp. Lão nhìn sang Hạ Hậu Lam và nói. Hạ hầu Thí Chủ nói thế nào đây? Hạ Hậu Lam nói. Tài Hạ đã sớm nói với Bạch tiền bối tiên sư đã tạ thế nhiều năm nay. Nói bậy, Bạch Như bằng cắt lời nói, hạ hầu nhất tù, chỉ già chết. Làm ý lão nhân đế vào, đúng vậy, ta cũng nghe người ta nói như vậy. Hạ hầu làm nhớ mày nói, ta hạ hiểu rồi, chưa môn thiếu lầm, muốn làm rõ giữa tại hạ và Bạch Tiền Bối là địch hay là bạn, rồi mới quyết định thái độ của mình. Tên thất phu người lợi dụng điểm này mà khiêu khích ly dám làm ý lão nhân lắc đầu nói. Người nhầm rồi. Đích thị là ta nghe người ta nói. Hạ hậu nhất tu chỉ giả chết mà thôi. Sau mục của hạ hậu làm xạ sát quang, chàng nói. Trước tiên, ta tu thập tên thất phu nhà người rồi hắn nói. Nói đoạn, chàng định tu người phóng đi. a à gì đả Phật. Đột nhiên đại bi thượng nhân cao giọng niệm Phật hiệu rồi nói. Xin hạ hậu thí chủ Hãy tạm gác lại những chuyện ân oán riêng tư Hạ hậu làm kiềm nghề lại Một quang lạnh lùng nhìn trừng trừng lên mặt Của đại bi thượng nhân Chàng nói Trường môn Nó nói thế là có ý gì Đại bi thượng nhân nói Thiếu lầm và tứ đại môn phái đến đây Là chỉ để bảo vệ Ngọc Thiền Thư Cho lão nạp làm rõ trước Ngọc Thiền Thư Rốt cuộc đang ở trong tay vị nào Rồi sẽ nhường cho hạ hậu thí chủ giải quyết ân oán riêng tư. Hà Hậu Lam mỉm cười nói. Triều môn, hộ ngọc là giả, đoạn ngọc là thật. Nếu ngũ đại môn phái các vị muốn đòi ngọc thiền thử, thì nên hỏi kim ngọc dùng trước mắt. Lam y lão nhân nói. Hà Hậu Lam, chớ có lấy dầu ông nọ cắm cầm bà kia. Chờ lát nữa, tất là sẽ rõ chuyện này. Bây giờ người hãy nói cho Bạch Nữ Hiệp biết, chỗ ẩn thân của Hà hầu Nhất Tù rồi sẽ tính. Hà hầu Lam nói, tên thất phù, người đường hòng khiêu khích ly giám, nên biết bạch Tiên bối cũng không tha cho người đâu. Lam y lão nhân lắc đầu mỉm cười nói, không cần người quan tâm đến ta, bạch nữ hiệp có tha cho ta hay không, điều đó có phải xem ta có phải là Kim Ngọc Dung hay không. Hà Hậu Lam nói, ta cho rằng người chính là Kim Ngọc Dung. Ta lại cho rằng Ngươi muốn chuyển sịch sự chú ý của Bạch Nữ Hiệp và Võ Lâm Đồng Đạo. Tại Ngũ Hạ Trấn, rõ ràng là người tự cung khai. Bây giờ... À gì đà Phật. Đại bi thượng nhân xen vào. Không sai. Lão Nạp xin hỏi thí chủ giải thích thế nào về mấy tấm cáo thị dán ở Ngũ Hạ Trấn. Hà Hầu làm khẽ chào mày. Chàng nói. Tài hạ đã nói với trưởng môn ở Loan Thạch Sơn rồi đó là vì tài hạ nóng lòng muốn cứu một người bạn nên là bất đắc dĩ phải dùng hạ sách đấy lam y lão nhân cười nhạt nói ta không nghĩ rằng ngươi có thể đem sinh mạng của vị hồng nhàn tri kỷ của ngươi ra làm trò đùa đại bi Thượng nhân tiếp lời hạ hầu thí chủ đối với câu này thí chủ giải thích như thế nào đôi mày kiếm của hạ hầu làm chợt dựng lên chàng nói Trừ mồn Ngoài những lời Tài Hạ vừa nói, Tài Hạ không thể nói gì khác. Ngũ đại môn phái tham loạn đoạn ngọc, bức ép Tài Hạ phải nhảy từ loạn thành sơn xuống hồng trạch hồ. Món nợ này Tài Hạ còn chưa tính. Bây giờ ngũ đại môn phái lại nhúng tay vào máu tành. Chưa môn tưởng rằng Tài Hạ không dám động đến ngũ đại môn phái của các vị chẳng. Đại bì thường nhân đỏ mặt nhất thời trầm mặc bế khẩu. Vô lượng thọ Phật, trưởng môn võ đàng, tiền nhất đạo trường đột nhiên cao giọng niệm phật hiệu rồi trầm giọng nói đạo hữu tự thân hắn dán cáo thị cùng khai sự thực như thép còn gì hay ho để mà nói nữa chứ tuyệt đối không thể để bảo vật rơi vào tay của mà đạo cứ tìm hắn mà đòi thôi hà hậu làm cười nhạt nói <cười> nói vậy thiên nhất trưởng môn không tin những lời của bạch tiền bối nói chẳng thiên nhất đạo trưởng bất giác dùng mình lão nói sinh tiền hạ hầu nhất tù quỷ kế đa đoàn lòng dạ thâm độc người tiếp thụ y bát của hắn nên tự nhiên không thể đi con đường khác có thể bạch nữ hiệp đã bị người qua mặt hạ hầu làm nhìn qua bạch như băng và hỏi bạch tiền bối nói thế nào đây bạch như băng nói ta tìm kim ngọc dung để báo thù rửa hận cho sai tỷ tỷ của ta người tìm kim ngọc dung để rửa hận cho Hạ Hầu Nhất Tù Căn bản không phải là một chuyện Vì thế ta không quản vào chuyện này Ta chỉ cần người nói cho ra chỗ ẩn thân của Hạ Hầu Nhất Tù làm Y Lão Nhân mỉm cười đắc ý Xong mục lấp lánh dị quang Trưởng môn của ngũ đại môn phái cũng nhẹ nhóm tâm thần Hạ Hầu làm cười nhạt nói Bạch tiền bối Tại ý không quý cầu cứu tiền bối Nhưng mà bất luận nói thế nào Thì sự thật Bạch tiền bối và tiền sư cũng đừng là phù thể và đã có con với nhau. Bây giờ sao có thể để kẻ gian Câm miệng? Bạch như bằng lạnh lùng quát: Lão ta đã vô tình thì ta cũng vô nghĩa. Tình phù thể giữa ta và lão ta đã sớm đứt rồi. Bây giờ lão ta là kẻ thù của ta. Ta hận không được ăn thịt lột da lão ta. Hạ hầu lam cao giọng nói: Bạch tiền bối, tài hạ chỉ vì bối phận của tiền sử mà tôn sưng tiền bối một tiếng. Sự thực thì tiên sư không hề nhắc đến chuyện của người và bạch tiền bối bao giờ đâu. Lam y lão nhân lại xen vào. Chuyện vô lương tâm như vậy thì hạ hậu nhất tù có thể nói cho người biết sao. Bạch như bằng tiếp lời. Hạ hậu làm, ngươi nghe thấy không? Lão ta đã nói thay ta rồi. Tài hạ nghe rồi, nhưng mà bạch tiền bối, hắn là Kim Ngọc Dung. Chuyện này ta biết Chờ lát nữa Người nói ra chỗ ẩn thân của Hào Nhất Tù Thì ta sẽ tìm hắn báo thù cho Sai tỷ tỷ Sau đó sẽ đi tìm Hạ Hầu Nhất Tù Hạ Hầu Lam nói Bạch Tiền Bối Quả thực là tiên sư đã tạ thế nhiều năm Bạch Như Băng nói Vậy người hãy nói cho ta biết chỗ mai táng của lão Hạ Hầu Lam hỏi lại Bạch Tiền Bối định làm gì Bạch Như Băng cười nhạt nói Ta đi tảo mộ cho lão ta một chuyến Để tận tình nghĩa phù thể Đôi mày kiếm của Hạ Hậu Lam đột nhiên dựng ngược lên Chàng nói Bạch Tiền Bối Người xưa có câu Một ngày phù thể là ân nghĩa trăm năm Lại có câu Người chết thì trăm sự đều hết Nếu tiền sư có chỗ nào không phải Thì xin Bạch Tiền Bối lượng thứ bỏ qua Tiền sư đã ta thế nhiều năm Bạch Tiền Bối sao nỡ bạch như băng lạnh lùng quát lên căn bản ta không cho rằng lão ta đã chết hạ hầu lam không nhìn được nữa trang nói vậy bạch tiền bối thầy nợ cho già có thù oán thì xin tiền bối cứ ra tay với hạ hầu lam này lam y lão nhân cười ha ha rồi nói hạ hầu lam như thế mới giống khẩu khí của đại trưởng phủ chuyện đêm này không thể giải quyết bằng miệng lưỡi. Vậy sao không để cho tay chân làm sáng tỏ chân giả và mọi chuyện ân oán thị phi? hà Hậu Lam nói, thất phù như thế là rơi vào tâm nguyện của người rồi. Lam Y Lão Nhân cười ha ha rồi nói, chư vị đồng đạo, nhân vật chính đang ở trước mắt, hắn đã không còn lời để mà biện bạch, bảo vệ võ lầm trí bảo là quan trọng. Chư vị, không hạ thủ thì quân đợi khi nào nữa.